Hôm nay thứ ba, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2018, tại khuôn viên chùa Tịnh Luật phía trước hội trường. Những năm trước là đất và xi măng nước, năm nay quyết định đổ nhựa đường dầu hắc. Tổng cộng trong cái gian hàng, cái lều phía trước cửa chánh điện và phía ngoài cổng tam quan, tất cả là 5.000 đồng. Chỉ còn có 3 hôm nữa là tới hội chợ rồi. Đây là cái lối vào sát bên cổng tam quan, đã được mở cách đây 2 ngày để đổ xi măng. Ngay chỗ này sẽ đổ thêm một lớp nhựa đường lên đây để khi xe chạy vào không có bị trở ngại.